khoe nhà khoe xe thì quá là tầm thường rồi, tầm thời buổi bây giờ là phải khoe nhà mình có máy phát điện. Hả? Mà là phải có máy phát điện Honda. Máy phát điện tàu thì bây giờ không tính tiền rồi anh em ạ. Đúng, đúng. Honda hiện tại bây giờ đang rất hiếm trên thị trường và thật sự luôn chỉ có Bình Sơn bây giờ còn. Hôm nay mình mod được 5 con EHM2900DL củ phát thường nhá. Còn loại củ Nhật thì tuyệt chủng rồi. Có thể là thời gian tới sẽ có nhưng mà năm sau. Còn đến năm nay thì không còn củ Nhật nhá. Rồi, mình sẽ show cho bạn xem 5 con. Bây giờ chắc chỉ có Bình Sơn còn thôi. Đây là chiếc máy phát điện Honda EHM2900DL củ phát thường. Hàng này thì bên mình vẫn giữ giá cho anh em với một mức giá cực kỳ hot luôn, 9 triệu rưỡi. Thật sự luôn, bây giờ các bạn muốn tìm những chiếc máy sử dụng động cơ Honda mà nhất lại là Honda 200 ấy, cực kỳ ít hàng. Và nếu mà các bạn có, nếu mà các bạn thấy có ấy, thì các bạn sẽ phải bỏ ra số tiền đâu đó khoảng tầm 12 triệu các bạn mới có thể sở hữu được. 11 cho đến 12 triệu. 11 thì chắc các bạn chỉ mua được cái máy sử dụng động cơ 160 thôi. Còn máy này là sử dụng động cơ Honda 200 EHM2900DL. Hàng này bên mình đã triển khai ra thị trường khoảng tầm 5 năm nay rồi. Nếu không tin các bạn có thể lục lại những cái video ở trên kho video của Điện Máy Bình Sơn cũ cách đây khoảng tầm 5 năm mà bên mình đã phát triển cái mẫu EHM2900 này rồi. Mẫu này đã có trên thị trường rất là nhiều năm rồi. Các bạn lưu ý nhá, trên thị trường hiện nay bây giờ đang bị loạn máy phát điện, nó quá nhiều cái nguồn hàng từ Trung Quốc về, chất lượng kém, nó khiến cho các bạn bị sao động. Và tất nhiên rồi, các bạn phải hiểu là cái lượng hàng từ Trung Quốc về mà nhanh như thế, chỉ có hàng tồn kho, hàng mất chìa khóa bên đấy thôi. Đối với những cái hàng mà chất lượng ấy thì muốn đặt hàng, muốn có hàng thì phải đợi thời gian. Ví dụ đơn giản như các bạn thấy cái công Kama bên mình không? Phải đặt đến 30 ngày, 45 ngày bắt đầu mới về được đến Việt Nam. Không phải là tự nhiên nó có đối với những cái nhà máy lớn. Còn đối với những cái loại mà hàng tồn kho, hàng gọi là chủ cùn dưới rách ở bên Trung Quốc ấy thì mới có thể đưa về Việt Nam một cách nhanh chóng như thế được. Rồi, EHM2900DL củ phát thường sử dụng động cơ Honda GP200 nhá. Nếu anh em rảnh muốn không tin thì các bạn có thể lên trang web Honda Power Production để các bạn xem cái động cơ Honda GP200 này có phải động cơ chính hãng không. Động cơ này thì công suất của nó là 6,5 HP nhá các bạn nhá. Lưu ý này, GP200 sẽ khác với GX200 nhá. GX thì khác, GP khác, nhưng mà nó đều là hàng của Honda chính hãng. Đây này, đây là số series của máy nhá. Đây, như con này là 8767. Các bạn nhìn những cái hàng hãng này sẽ mỗi con có một số series máy khác nhau. Rồi, dòng này sử dụng củ phát thường, công suất của nó ra là 2,2 kVA đủ. Mình bao cho các bạn có thể chạy được điều hòa 9000 BTU thiết bị TV chiếu sáng. Thật sự luôn, chỉ có Điện Máy Bình Sơn hiện tại vẫn cố gắng giữ mức giá tốt nhất để cho các bạn có thể tiếp cận thôi. Năm cái, căn bản mình nghĩ là như thế này này, chả quan trọng quá cái việc mà tăng giá lên lợi, ví dụ tranh thủ tăng giá lên ở những cái thời điểm này này, khách vẫn chấp nhận mua mà. Tuy nhiên là mình nghĩ rồi, chẳng giàu nghèo gì những cái thời điểm như này, bán hết là hết thế thôi, không nhập nữa. Và đối với Honda thì bây giờ muốn nhập cũng không nhập được. Mình không nhập những hàng Trung Quốc về để mình bán cái loại mà Trung Quốc chạy xăng ấy, mình không nhập về để mình bán trong lúc mà dân người ta cần. Mình chỉ bán những cái hàng của bên mình phát triển từ lâu năm rồi, bán bao nhiêu năm rồi thôi. Để thứ nhất là nó cái thương hiệu của mình nó vào với người tiêu dùng. Thứ hai nữa là mai sau bảo trì bảo dưỡng rất là dễ, không chụp giật, không thời vụ. Động cơ Honda GP200 nhá, sử dụng chế hoạt khí Kenhin này anh em nhìn này. Đằng sau này. Sử dụng chế hoạt khí Kenhin nhá. Mình còn vài con thôi. Thật sự luôn, các bạn cứ đi hỏi xem những cái máy phát điện Honda GX200 bây giờ lấy đâu ra? Máy phát điện sử dụng động cơ Honda 200 lấy đâu ra? Không có đâu. Đây, chế hoạt khí Kenhin này, nắp xúc bắp OHV nhá. Dòng này tất nhiên rồi nó là OHV, còn dòng Subaru nó sẽ là OHC. Rồi, 9 triệu rưỡi. Cảm ơn anh em đã quan tâm. 5 cái nhanh tay cho anh em nào chớp được cơ hội. Đây là hôm nay mình tự nhiên kiểm tra còn sót tồn kho một con EHM2900DL của Nhật, chưa kịp lên sóng thì đã bay rồi. Tầm này thì phát điện nó siêu hot rồi anh em ạ. Nên là anh em có gì chốt nhanh nhá. Duy nhất 5 em, giá 9.500.000. 9.500.000. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Bình Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.